Hiện tại bây giờ chú làm công việc gì? Hiện bây giờ năm nuôi tôm công nghiệp, Dạ. má cho cái nền nhà cặp bên đó, Nghĩa là chú giờ có miếng đất. có ba con đất, có cái nền nhà cặp bên đàng hoàng mà không có vợ cắt làm gì. Dạ. Thì vợ chồng đi biển về, vợ chồng gãy đổ á, bồng con về quê. Dạ. Năm nay con rủ ngọ, năm nay là ba mấy tuổi rồi, À, ba bốn 35, năm tuổi rồi, 35. Lấy lỡ lỡ giá tới giờ luôn. Mình cũng có đôi lời hỏi mấy cô nào thì có dòm hình ảnh mình, những lời nói của mình thì trao đổi với Nghĩa đó. Thì nãy giờ thì trên cộng đồng mạng và cô nào nước trong nước ngoài và các tỉnh thành cảm thấy những lời nói của mình, cảm thấy cô nào phù hợp mình thì lên chương trình kết nghĩa, kết nối yêu thương của Nghĩa, thì cho địa chỉ rồi gặp mình để trao đổi. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ con chào chú. Rồi, chào em. Chú chào khán giả giúp con. Chào chào khán giả, chào Nghĩa, chào khán giả và chào cộng đồng mạng. Mà Dạ mình dạ con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ thêm giúp con, năm nay mình được mấy mươi tên gì và từ đâu đến đó chú? chúc năm nay sinh 1960, trong giấy sinh 1966, Dạ. tuổi sinh thì 1967, Đinh Mùi, tên Võ Văn Khiêm, Kiên Giang. À, chú năm nay được mấy mươi chú? Năm nay 58 tuổi. Chú Khiêm, 58 tuổi, đến từ Kiên Giang. Đà. Dạ. Hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chú? Năm chú có một lần giờ có vợ năm năm 21 tuổi, khi sinh con được tháng 16 tuổi, thì một tháng 16 ngày thì vợ chồng đi biển về, vợ chồng gãy đổ á, bồng con về quê. Dạ. Năm nay con rủ ngọ, năm nay là ba mấy tuổi rồi, À, ba bốn 35, năm tuổi 35. rồi, Lấy lỡ lỡ giá tới giờ luôn. là hồi năm 21 tuổi đến hôm nay. Năm 21 tuổi là năm ở, năm có vợ, rồi Dạ. sanh được thằng con đó, rồi đổ vợ, năm bồng về quê cho mẹ, rồi xong rồi cuối cùng ở giá tới giờ luôn đó, chưa có Là đời nào mình đó. ở giá khoảng bao nhiêu năm mà chú? Tính ra con nhẫn con anh là 34 năm, nó tuổi ngọ đó, 34-35 năm gì đó, đợi tới trời giờ đó. Dạ. Bồng con tháng gì, một Vậy tháng là 16 ngày. mình ở giá 34 năm rồi. Bấm giá, bấm bấm năm, mấy đồng hỏi giá rồi. Dạ. Rồi chú được có một người con hả? Có thằng con một, ở Dạ. Bà Nội nhỏ lớn, không bận bịu chân. Rồi mình sao mình không kiếm thêm bà xã mà để mình ở tới ba mấy năm vậy chú? Cho nên là lúc trẻ thì chung ra thì khi đổ vỡ rồi cái mình hận á, ôm mối hận trong lòng, rồi cái ngày qua ngày, tháng qua tháng, Nghĩa biết không, rồi không có công mình không có suy nghĩ tới đó. Dạ, mình lo Rồi, làm không hả chú? không chung ra lo, không có làm thì chúng không có bao nhiêu, mà chúng ra làm thì có chuyện làm, thì làm trong làm ruộng với ba, chứ trong gia đình của má đó, sổ Dạ. lúa sổ tôm thì tôi, rồi xong cái còn trẻ là ham mê chơi nhảy đờn đờn ca, anh thì đờn chúng Dạ. đờn nhảy xô rồi đó, Là đờn mình đam mê bên đờn ca hả chú? đờn ca tài tử, rồi karaoke rồi với nọ, rồi thời gian thấm thoát trôi qua đâu cũng 17-20 năm rồi, cái thấy mình cũng già đi. Dạ. Rồi bây giờ là hiện tại bây giờ chú làm công việc gì? Hiện bây giờ năm nuôi tôm công nghiệp, Dạ. nuôi tôm công nghiệp ăn tháng cho người ta. Dạ. Mình làm đó là mình làm như thế nào chú? Làm đó là mình bên cho ăn kỹ thuật bệnh hoạn rồi đó. Chú là kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp. Nuôi tôm công nghiệp Dạ. Cái công việc đó chú làm lâu cho chú? đó thì làm chung ra thì cũng 3-4 năm, mà Dạ. 4-5 năm làm mướn người ta đó. Rồi hiện tại bây giờ là ngoài kỹ thuật nuôi tôm ra chú còn làm việc gì khác hay là trồng trọt chăn nuôi gì không? Không không Dạ. không không năm không làm cho người tỷ, rồi có ai khi về cái thời mà gian mà đầm nó khô khan đó, Dạ. rồi ta không có nuôi thả nữa, thì năm ở nhà, năm có kỹ sớm thì năm có người ta có mướn cắt tiền chế rồi đó, năm Dạ. cũng làm được Mình làm bên nhà tiền chế tiền luôn chế hả? luôn, hàng trăm cơ khí làm được hết, Mình biết bên cơ khí luôn biết hả? luôn cơ khí luôn. Mình nhận làm cơ khí Nhận cắt ở nhà xóm kia kia đó tiền chế là tiền chế ở sớm. sớm rồi, cái nọ quầy trong huyện xã vậy đó. Dạ. Vậy là mình kỹ thuật nuôi tôm với lại mình bên cơ khí luôn. Cho chung ra thì Nghĩa biết là lớn lên rồi mình nghèo khổ mà Dạ. mang tất tất cả Cái gì có tiền mà hồ mình. bộng, cái nào ta mướn thì làm chứ không làm bậy Dạ. thôi. Rồi hiện tại giờ chú đang ở với ai? Và chung gia thì ở đó hồi đó giờ, khi thôi vợ tới giờ thì ba mấy năm nay chung gia đi đi rồi về về 2-3 tháng, 3-4 tháng rồi đó, đi đi đâu đi màn đá rồi về nhà má.
Ở chung với má vậy đó, ở chung với má với con anh cũng sống với má nhỏ lớn. Rồi nhà chú không có nhà hả? Vậy không, vợ không có các chị. Dạ. Má cho cái nền nhà cặp bên đó. Nghĩa là chú giờ có miếng đất, có ba con đất, có cái nền nhà cặp bên đàng hoàng mà không có vợ cắt làm gì. Dạ. Bây giờ nếu như có vợ về là mình có dự định mình cắt là vợ chồng sống ở đó. À, thì tỷ vợ chồng có bằng ăn không, rồi có chỗ nào thuận tiện đó, tỷ rồi có mướn chỗ nào đó mà ở trước đi, rồi cái chỗ đó chồng mình dưỡng già. Rồi chú giờ làm công việc cũng ổn định rồi, cũng có đất ở dưới quê. Rồi chú tìm nữ thương thì các cô công việc và nhà cửa như thế nào để phù hợp với mình? Ở chung ra lên đây thì đi rõm quẩn anh quanh thì chung ra năm nay cũng là 58 tuổi rồi, thấy mình cũng già rồi thì tính kiếm một cái người mà chung ra hơn thì gặp cái cô đó vừa ý vừa tình với mình, gương mặt phải cho sáng sủa, phụ nữ phải có cái tướng tá dốc dáng cho có được chút xíu, còn cái giàu giàu do trời định trời hên thôi, nhà tỷ cái cô đó giàu nghèo đẹp mà nghèo cũng được. Dạ. Cái mình lịch sự biết chuyện bên nội bên ngoại, biết cư xử đạo đức đó, rất lắc là cái đạo đức đó. Dạ. Đẹp là nhan sắc như thế nào chú chia sẻ? Bình thường như có như là được có tật quyền cái thôi á. Dạ, tính nết đẹp là được hả chú? Đó đúng, cư xử lại và đây cho cô bác chơi là ăn nói mềm mỏng, nó tha thước được rồi, là được rồi, không dọn lựa gì hết. Nghèo giàu cũng được. Nghèo giàu thì nó mặn biệt thôi, hên thì gặp người già thì mình đỡ cực chút. Dạ. Rồi nếu vợ nghèo thì cái duyên mình sớm nhau làm. Dạ. Cái duyên mình được vợ nghèo rồi mà đúng, cũng biết yêu thương là cũng rất là đúng rồi, đúng rất rồi. Là vui rồi hả? Dạ, chú đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nên chọn tình chứ đâu trong tiền em. Dạ. Rồi chú tìm yêu thương thì có phân biệt các cô ở vùng miền nào không? Không, ở đâu cho tỷ giờ cô đó ở đâu, bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Quế gì bú kêu đi anh đi được, tại vì anh độc thân mình không. Dạ. Được bận biểu với chứ, ở đâu anh cũng đi được hết, tất cả các tỉnh thành đều được đi được hết chứ. Rồi năm nay chú 58 tuổi, chú tìm nữ thương thì các cô độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp mình chú? Thì từ giá 60 trở lại đi, cái già lớn hơn anh quá thì đâu có phụ anh được gì đâu. 60 trở lại khoảng bao nhiêu đúng chú? Rồi. Phải vậy, bằng tuổi anh đi, từng cỡ 50, từ 50. 50 đến 60 ha? Ừ. Dạ. Được tỷ anh cho phép mà 45 chẳng được. Dạ. Chứ dài chạy 45 đi, chạy dài lên là cái gì cũng được, mà như dạ. Trường hợp hạnh phúc thôi. Chiều cao và cân nặng của chú bao nhiêu chú chia sẻ để cho các cô hiểu. Năm thì hôm nay nặng 1m65. Cao 1m65. Nặng thì 62kg. Dạ. Chú tìm nữ thương thì các cô chiều cao cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Nói chung dốc dáng vừa phải được rồi. Coi được lịch sự được rồi, không có cần mà phải mẫu miết gì hết. Dạ. Rồi ưu điểm và khuyết điểm của của chú như thế nào á? Chú chia sẻ ưu điểm và khuyết điểm của mình để cho các cô hiểu, ví dụ như rượu bia thuốc lá hoặc sở thích của mình á chú. Nhưng mà do sở thích thì chung ra phụ nữ chung ra thì vui vẻ, rượu bia bạn bè năm cho hết. Dạ. Năm không ép, đó là sự vui vẻ của đời sống của mình, vui vẻ vợ con cứ vui gì cứ vui, đừng quá lố được rồi. Dạ. Đó, điều đó là điều một. Điều thứ hai đại kỵ nhất là bài bạc, số đề số mộng thì dứt khoát năm không có thích. Anh nói thật anh không có thích. Dạ. Đó. Rồi rượu bia thuốc lá chú như thế nào chú chia sẻ? Năm thì hút thuốc mà nay cũng giảm bớt rồi, chung ra tính bỏ luôn ha. Dạ. Năm cũng tính bỏ luôn. Còn hút ngày chừng một gói, hút có thể chừng 4 ngày 5 ngày mới hết gói. Dạ. Còn rượu bia như thế nào? Rượu thì mà về thỉnh thoảng 5-3 bữa gì đó, rồi tuần lễ 2 ngày 3 ngày thì ưu cầu cậu gặp anh em đấy đó, vui vẻ gì đó. Giao tiếp ra. Rượu bia là mình chỉ giao tiếp thôi hả? Giao tiếp không, cũng nhậu hàng ngày chứ 3-4 anh em rủ lại là quất. Dạ. Người ta nhậu mà nhậu có thùng có kéo 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 với nhậu à, nhậu ca hát mà chơi vậy đó. Là ngày một ngày mình nhậu mấy lần? Buổi một muốn chết rồi. Dạ, một ngày là nhậu chỉ có buổi thôi à? Nhậu chiều dạ nhậu lại rồi 2-3 ngày sau ăn cơm không nổi nữa đó, mà nhậu 2-3 ngày muốn đứt thở luôn. Một tháng mình nhậu mấy lần chú? Một tháng theo trận nhậu chừng tuần lễ 3-4 ngày. Dạ. Khi anh em tới học chim không có ngày nào không chừng đó. Dạ. Mình sống một mình 34 năm. Chú cảm thấy cô đơn không? Sao mà không, mà không 3 năm đổ ra đây mới thấy cô đơn. Dạ. 3 năm chỗ đổ về trước 4 mấy năm tới 52 tuổi. Tới 52 tuổi chưa thấy cô đơn. Còn tinh thần như nít cũng. Dạ. Khoái đi chơi đi vui vẻ rồi cởi mở hoặc bác chưa tìm chưa nghĩ đến là tương lai.
Đến bắt đầu từ lúc mà năm 80, cái năm anh 54 tuổi đó, anh té xe đó, gãy cái hàm này nè. Anh vô bệnh viện anh nằm á, anh thấy người ta vậy anh mới tuổi, anh mới biết rằng mình nó phải cần phải kiếm một người để sống vậy. Bắt đầu từ đó giờ đó mà để anh lo làm mà bị mò mì mò tới giờ luôn, làm mấy năm nay mà đầu anh lên chương trình. Anh có lên chương trình này cả một năm mấy. Rồi trong những năm mới có 3 năm nay mình cảm thấy cô đơn chứ. Rồi mình chu đâu mình khác mấy năm trước như thế nào chú chia sẻ. Khác chứ. Tánh trầm lại. Dạ. Cái sự vui vẻ ngày xưa nó cũng bớt lại. Cái gì cũng bớt hết. Nhưng mà ngày bình thường ngày lễ Tết người ta có vợ có chồng ta đi cùng với nhau, có mình chú không buồn hả? Né. Đi ra khác không năm không lại đâu. Ít lại lắm đâu. Đám tiệc quá đi luôn. Dạ. Nó sẵn mà nói luôn. Cuối chương trình chú có những lời gì chia sẻ đến cho các cô để các cô an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu chú không? Trước sau khi cuối chương trình thì mình cũng có đôi lời hỏi mấy cô nào thì có dòm hình ảnh mình, những lời nói của mình thì trao đổi với Nghĩa đó. Thì nãy giờ thì trên cộng đồng mạng và cô nào nước trong nước ngoài và các tỉnh thành cảm thấy những lời nói của mình, cảm thấy cô nào phù hợp mình thì lên chương trình kết nghĩa, kết nối yêu thương của Nghĩa. Thì cho địa chỉ rồi gặp mình để trao đổi qua theo số điện thoại của Nghĩa cho. Xin chào các cô. Con cảm ơn chú. Hôm nay chú đến với chương trình anh em con, chú có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh lời nói của chú đăng lên cộng đồng mạng tìm nửa thương cho chú không? Cho chứ. Chấp nhận lên phải cho chứ. Dạ. Cuối chương trình con cũng chúc chú sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Dạ. Cô chú anh chị kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ con chào chú hả? Dạ chào Nghĩa. Dạ. Chào cộng đồng mạng.